Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 14 tháng 9, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy mẫu điều tra kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 cho 3.600 người dân tại 6 phường của quận Bình Thạnh và Phú Nhuận. Việc lựa chọn hai quận này dựa trên tiêu chí về tỷ lệ ca mắc và độ khả thi khi thực hiện lấy mẫu điều tra. Về tiêu chí chọn phường, bác sĩ Trương Thị Thùy Dung, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tại các quận đều phân các vùng nguy cơ từ đỏ, vàng, xanh, cận xanh. Nhóm nghiên cứu sẽ lần lượt chọn các phường có tỷ lệ tổ đỏ cao nhất, phường có tỷ lệ tổ vàng cao nhất và phường có tỷ lệ tổ xanh, cận xanh cao nhất nhằm đảm bảo đại diện cho tất cả các vùng từ nguy cơ thấp đến cao. Khi tham gia, người dân phải thỏa các tiêu chí là công dân Việt Nam từ 6 tuổi trở lên, không có tiền sử về bệnh rối loạn đông máu và tự nguyện cho lấy mẫu xét nghiệm tìm kháng thể kháng virus SARS-CoV-2. Theo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, kháng virus SARS-CoV-2 sẽ xuất hiện trong máu của bệnh nhân mắc COVID-19 sau khi phục hồi và có thể được phát hiện trong máu. Việc khảo sát tỷ lệ người dân có kháng thể kháng virus sẽ giúp đánh giá được mức độ lây nhiễm dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.